trốn hả bưởi. Bữa nay mấy anh em mình đi bắt chuột vậy cả nhà. Hôm nãy con chuột chạy vô đây nè, bay xong phân dính rồi. Chân dọn xong. Ôi ôi. Không không. Rồi được nghe, được nghe. Rồi xin chào cả nhà. Hello cả nhà. Chào. Chào cả nhà. Lời đang ở bên kia cả nhà. Ơi hello lời. Chân dọn sao không? Con nó cậy. Dọn được không con? Dính lại Hùng ơi. Hay quá Hùng ơi. Chuột này nó bắn qua cái bờ này còn cái nhà trốn đây nè. Cấm. Chạy nữa kìa. Hậu dưới đấy vậy. Hậu dính con kìa, chà bá luôn kìa. Hay quá Hậu ơi. Ôi gió nó bự. Nhỏ nhỏ con chà bá chú bự không hé. Chạy vô lúa mà không hay. Chạy kìa.
quá trời người ta luôn mà chụp ít xỉu à. Chung nữa kìa. Hay quá em trai. Rồi em Trung nữa kìa. Ơi chào Trung. Chuột này xẻo Trung ơi. Bắt chuột cỡ này nè cả nhà, nhưng mà không có con chuột nào trơn á, mấy con à. Bắt chuột mà người ta đông về nè, có mấy con chuột à. Hì hì có 30 người cả nhà. Đây hồi nãy giờ được như mới sao lời. Đây nè cả nhà. Chút xíu vậy nè. Công nhận bữa nay tệ ghê hồn luôn cả nhà ơi. Rồi, trời ơi nó mập cả nhà ơi. Hay quá lại ơi. Đi xong rồi. Đây con kia. Ê! Ê! Hay quá xong ơi. Lụp luôn. Kìa. Đu lối nè ơi. Trời ơi, chính nữa sao ơi. Dạ. Đi lại tiếp đây. Hay quá. Bốn con. Đợi chụp dính. Chưa cho anh ta. Lại ơi, nó ngắm con nẹo rồi. Quá dữ cả trời.
lắm. Quá bụi. Bữa nay á chú bắt chuột cho người ta nên chú không cho, bữa nào mà chú cho. Bữa nay anh em kiếm mớ chuột cả nhà. Gửi cho ông anh tặng ảnh ăn chơi cho vui. Nên bữa nay mình cố gắng bắt nhiều nhiều. Mặc dù chuột cũng ít cả nhà ơi. Ê, ơi kìa lời. Lời. Tiến lên đây. Chị đâu chạy? Đâu tiêu rồi? Con ngồi xuống quay. Đi mất tiêu rồi. Cái gì vậy? Đồ chứ gì ba? Cái gì á? Ngoài đó đó anh em. Kìa. Lụm luôn. Cán cái gì lại? Trời ơi, bữa nay mình không được cống nào trơn cả nhà ơi. Cố gắng hết sức rồi. Ăn lúa luôn cả nhà ơi. Hôm nay được 2 kg không anh em? Mình là nhiều nhất luôn rồi đó. Dù không có cống đâu mà mình nhiều nhất á.
không có khô cũng không tạt ra trời. Thanh lúa rồi anh em ơi. Thôi về ha. Hai cái chuột gửi cho anh xài rô râm được rồi à, mà chuột ít nhưng mà mập, mập không cả nhà ơi, mập lắm. Được nhiều rồi, nhiều nhất luôn rồi đó. Mình để đồ bỏ nhiều một chút. Bắt thu rồi. Tại vì thằng ở đây nó không có chuột. Mà chuột ngon không nha, chuột mập mập không à. Thôi bây giờ anh em về cả nhà, quá trời nắng rồi. Cũng hết lúa luôn à mọi người. Thôi anh em mình về ha, chúc cả nhà có buổi sáng vui vẻ. Buổi sáng là mấy anh em khởi động là quá dữ luôn rồi cả nhà. Rồi bye bye cả nhà, hẹn cả nhà clip sau nha. Bye bye mọi người. Trên đường đi về anh em phát hiện cái miếng lúa người ta đang cắt á, chuột quá trời chuột luôn. Chuột nó hú. Trong đó đó. Trong ơi, đây nè. Kìa. Ờ dưới đây trong, dưới đây trong. Trong này ai vậy xong. Dưới đây xong, dưới đây xong. Rồi, xuống trong rồi. Lặn rồi. Tôi chứ kỳ quá. Xong 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 đây, xong xong xong. Chê chứ bao cái gì? Kia đi. Ây da. Đi đâu? Làm sao nó được chứ bay xong cái trời ơi. Hay quá sao ơi. Đập luôn xong ơi. Đây xong. Ok. Chạy kìa.
đi nè anh em ơi. Anh Sông ơi, tới tay Sông ơi. Ở đâu rồi? Đi chưa? Đi nè. Không, đi rồi. Đi. Đây. Đây. Cái gì? Ở đâu vô vợ hả? Kiếm trời mà. Ơi! Nó mập! Đúng đài được chứ? À, trên đường đi về gặp mấy chuột, mấy lúa này, bắt chuột luôn cả nhà ơi. Ê, số lượng tăng lên rồi anh em ơi! Số lượng tăng lên rồi! Gấp đôi nãy luôn á! Nãy anh em tính về rồi cả nhà, đây hai con ở đây hủ. Mập mập không à? Bốn con. Còn trong lại em để vòng lại mấy con đúng không? Để vòng nãy giờ cũng nhiều quá. Quá sướng, quá sướng. À. Chiếc này là nó cấp đôi giờ nghe. Ê, vô cụ cũng ngon ngon không ha? Tự bữa nay thất bại rồi cả nhà, ai về đâu thành công nha. Vào luôn rồi cả nhà. Em nói rồi. Nửa giọng rồi. Mập mập không ha? Rồi bây giờ anh em mình về cả nhà. Chúc cả nhà có buổi trưa vui vẻ nha. Nãy giờ làm cũng 2 tiếng đồng hồ rồi cả nhà. Rồi bây giờ thì tạm thời chia tay cả nhà nha. Bye bye cả nhà. Hẹn cả nhà clip sau. Bye bye mọi người. Bye cả nhà.